sinh học thì mình phần hôm nay để mình thực hiện đọc con đường đường đi bộ. Bây giờ mình chuyển lại hết đường đi bộ này. Đường đi bộ là một cái đường gọi tiền nhóm CHO được đóng dấu ở các con số số 1, các con số 2 ô hạt nằm phía bên phải, số 3 ô hạt nằm phía bên phải, số 4 ô hạt nằm phía bên phải, và nhóm cuối cùng là nhóm CHO là các con số 5. Khi nào cái gạch này là phải là gạch dài, còn cái gạch của hydro là gạch ngắn, các bạn thấy hydro này, hydro và hydro. Đây là C2, C3, C4 và C5. Đây là công thức của đường, đường ribo. Bây giờ nó phỏng vòng như thế nào để tạo thành một vòng? Phản ứng thứ nhất, khi đọc vòng nó sẽ cho vào dung dịch tác dụng với nước, tương ứng với phản ứng một nước, nước này. Thì tương tự thế thì nước này nó sẽ tổng hợp vào nhóm khí hạt ô. Rồi, bước thứ nhất, đây là phản ứng lúc này đúng không? Hai ô này nó sẽ kết hợp với cái nhóm CHO và tạo thành sản phẩm hydro, đó là phản ứng thứ nhất. Qua phản ứng thứ hai là phản ứng chi? Một trong hai nhóm ô hạt này sẽ kết hợp với một cái ancol thứ hai để tạo thành sản phẩm acetan. Bây giờ ví dụ mình lại nhóm ô hạt này, nhưng mà đặc biệt một cái nhóm ô hạt này nó sẽ kết hợp với một ancol ngay tính trong phân tử, ngay tính trong phân tử của nó luôn, đúng không? Nó sẽ kết hợp với nhóm ô hạt phải xếp C4. Khi kết hợp như vậy nó sẽ giữ lại một oxy, nó sẽ giữ lại một oxy và loại đi một phân tử nước hydro kết hợp với ô hạt tạo thành phân tử như vậy nó sẽ loại đi một phân tử nước. Mình vẽ lại đi, nên loại đi này, nên mình bỏ này, hydro này, mình bỏ này, oxy, bây giờ nó mang vào đây nhỉ? Nó nằm ở giữa, và người ta gọi là cầu nối oxy. Và cái vòng này người ta gọi là vòng má acetan nối. Thế thì nối đấy, thằng nói một cái vòng bán acetan nhưng mà bằng thêm chữ nồi. Nồi có nghĩa là nồi phân tử, máy tĩnh trong cái phân tử của nó. Và như vậy nó đóng vòng đó các bạn ấy. Bây giờ nó đã đóng, bây giờ nó đã đóng vòng. Tiếp theo này, bây giờ mình quên đi cái vòng bán acetan nồi này đi, mình quên đi cái vòng bán acetan nồi. Thì tại cái C1 nó còn một nhóm ô hạt. Và bây giờ thì nhóm ô hạt này cũng có khả năng liên kết kết hợp với một cái ancol thứ hai. Cho nên nhóm ô hạt này người ta gọi là ô hạt bán acetan. Mình nhắc lại cái vì sao gọi là ô hạt bán acetan. Bởi vì nhóm ô hạt này có khả năng liên kết với một cái ancol thứ hai. Thì người ta gọi là ô hạt bán. Ô hạt này vô cùng quan trọng, ô hạt bạc acetan này á, bởi vì nhóm ô hạt này nó sẽ quyết định tính chất của hợp quốc của đối lượng. Bây giờ đọc vòng thôi nè, bây giờ mình vẽ lại nhé. Theo các bạn, đường ribo nó tạo thành vòng mấy cạnh? Có vòng gì ấy, vòng mấy cạnh? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Như vậy nó sẽ tạo thành vòng, vòng 5 cạnh. Mình vẽ lại hết. Khi vẽ lại các bạn sẽ để cho oxy nằm ở phần giữa 1, 2, 3, 4, 5. Đây là vòng nằm, nằm cạnh oxy nằm ở phần giữa. Và mình đánh số thứ tự các bạn theo thứ tự như sau. Đây là C1, C2, C3 và C4. C4 này, tại C4 này, C4 nó nối với nhóm CH2O của hạt. Và cái CH2O hạt của C5 này luôn luôn nằm ở phía trên như thế này. CH2O của hạt, đây là C5, luôn luôn nằm ở phía trên.
một nguyên tắc như thế này: tất cả những nhóm nằm trong vòng bảng acetanol, tất cả những nhóm nằm trong vòng bảng acetanol khi chuyển sang dạng mật vòng nó sẽ nằm ở phía dưới. Như vậy OH ở đây nó sẽ nằm ở phía dưới. Tất cả những vòng nằm trong vòng bảng acetanol chuyển sang mật vòng thì nó nằm ở phía dưới. Rồi còn lại cả bằng thêm hydro vô mà thôi. Đây thì hydro, hydro và hydro. Bây giờ mình chỉ còn ở C1 mà thôi. C1 là carbon chứ, carbon của nhóm chứ, carbon của nhóm CH2O. Bây giờ tại C1 này, C1 là nối về cái gì? Là nối về hydro và là nối về nhóm O, O hạt bạn acetan. Nếu nhóm O hạt bạn acetan nó nằm ở phía dưới thì đồng phấn này người ta gọi là đồng phấn alpha. Ngược lại nếu nó nằm ở phía trên thì đồng phấn này người ta gọi là đồng phấn beta. Sau đó có bằng thêm hydro. Các bạn nhớ này, alpha giống như A với B, alpha thì là nhỏ hơn ấy, thấp hơn, cho nên là nó nằm ở phía dưới. Còn mà beta là B lần 6 A, mà beta là lớn hơn alpha, cho nên nó phải nằm phía trên. Rất là dễ nhầm lẫn, các bạn ấy các bạn phải nhớ, có cái cách nhớ. Alpha là thấp phải nằm phía dưới, còn beta là cao hơn phải nằm phía dưới. Như chữ A cái mùng lắm phải nằm phía dưới, chữ B phải nằm sau. Rồi, bây giờ đây là cái công thức mặt vòng của đường đơn vị mol như mình vừa đọc bài. Và mặt vòng nào nó cũng có hai dạng công thức, đó là công thức alpha và công thức beta, phụ thuộc vào vị trí nhóm OH bạn acetan thế này. Nó muốn về xếp C1. Bây giờ các bạn nhìn vào công thức dạng mặt vòng và bạn đọc đến như mình nhé. Hôm nay quan trọng các bạn phải đọc đến được. Thứ nhất, công thức này là alpha hay là beta? Đúng rồi, beta vì nhóm O hạt và acetan và C1 nó nằm ở phía trên. Đây là đường furano hay là pirano? Các bạn nhớ lại này, furano với pirano. Furano là vòng mạch ngắn, nắm cạnh đấy vòng mạch ngắn, nắm cạnh thì đấy phải là furano. Như vậy công thức đầy đủ của nó beta ribo furano, chữ D gọn được không gọn được các bạn ấy không quan trọng. Beta ribo furano. Cái phần này là phần quan trọng nhất của bạn. Bây giờ tiếp theo các bạn nhìn vào dấu mũi tên mình đăng ký vào trên máy các bạn. C2. Bây giờ tại C2 nó sẽ bị deoxy. Nhóm OH sẽ bị deoxy. Deoxy có nghĩa là gì các bạn? D có nghĩa là khử, tức là mất đi oxy. Như vậy nó sẽ mất đi oxy và tạo thành một lượng mới gọi đến là deoxy ribo. Và nhớ hai cái này cạnh nhau tài xế xe hai, nhớ ấy. Vì sao hôm nay có cái cạnh nhau tài xế cạnh nữa, nên các bạn thì nhớ hai cái này cạnh nhau ở xe hai. Hai đường này vì sao nó quan trọng? Vì sao cái đường ribo và deoxy ribo nó quan trọng? Công thức này là công thức chỉ rồi bạn học rồi. Đây là một quỹ đơn này, còn một quỹ sọt kẹp. Đây là công thức của ARN và AD và ADN, đúng không? ARN là viết tắt acid ribonucleic, nucleic là nhân. ADN và ARN là gọi không gọi là acid nhân vì nó nằm trong cái nhân của tế bào, đấy là chất di truyền của cơ thể. Thì các bạn thấy ARN xuất hiện trước ribo,
ADE xuất hiện thì đều sẽ đi vô. Nhưng về thái thì đến tương trình đã học quan trọng được đi và tham gia vào bộ tàu của ADE và ADE. Phần thứ 2 monosaccharide mà phần headstone ra đường và tạo carbon. Đường đầu tiên ấy, đường đầu tiên rất là quen thuộc và các bạn gọi là glucose. Các bạn hay nghe nói là glucose máu đó, thì đấy là đường glucose trên bảng là công thức của tạo của đường glucose. Đây là đường đế hay đường hay là đúng rồi, đây là đường đường đế glucose. Thì các bạn học các bạn phải nhận biết được công thức, ví dụ đây là một ấn đô đúng không, đây là một ấn đô, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, OH sẽ 2 năm bên phải, OH sẽ 3 năm bên trái, OH sẽ 4, sẽ 5 và 5 và bên phải. Và nhóm cuối cùng lúc nào là cũng sẽ là 2O, sẽ là OH. Và đường glucose này tương tự nó sẽ tạo vòng, y chang kiểu như đường ribo, nhưng mà nó sẽ tạo thành vòng 6. Các bạn áp dụng những cái lúc đã mình vẽ cho các bạn thì các bạn về từ tạo vòng cái đường này nhé. Bây giờ các bạn ngoài tiếng cho mình. Ngoài tên, ngay đầu tiên các bạn phải ngoài tên được là alpha hay là beta. Thứ hai các bạn đọc được cho mình là đây là furano hay là furano. Đơn giản được không? Các bạn đọc đấy, đây là đường gì? Alpha vì hô hạ và acetan lộ thì sẽ 1 năm mà biết. Thì dưới alpha glucô chỉ là furano hay là furano. Furano thì đây là vòng. Glucose nó có mặt ở đó trong cơ thể, nó có trong mạch máu của mình. Các bạn thấy, ví dụ như các bạn đi định lượng đường máu chính là các bạn định lượng glucose máu. Thì xét nghiệm nó có tên là glucose máu để xác định ví dụ nồng độ đường của các bạn bình thường hay không, mức nào là giảm đường, mức nào là hạn chế. Và glucose máu đặc biệt rất là quan trọng vì sao? Glucose nó sẽ đi vào tế bào và cung cấp năng lượng cho tế bào, đặc biệt là tế bào tim, tế bào não. Nào của chúng ta nếu như mà thiếu glucose máu trong vòng thiếu đường trong vòng 5-10 phút thì nó có thể dẫn tới hiện tượng chết tim não. Cho nên cái hạ đường huyết nó nguy hiểm hơn so với tăng đường huyết. Hạ đường huyết có thể dẫn đến tử vong ngay lập tức, là nếu không tăng đường huyết thì phải một quá trình dài đấy, một quá trình dài nó dẫn tới nhiều đường huyết chứ không bằng nhiều đấy. Glucose máu đặc biệt quan trọng đối với chúng ta. Thì hình bên phải là tế bào, thì cái glucose nó sẽ đi vào tế bào và cung cấp năng lượng cho tế bào. Rồi, như vậy vừa rồi mình học xong đường glucose, bây giờ các bạn nhìn vào dụng thực tế mình đăng ký vào xem mấy. C4 nhé. Tại C4, đường glucose mật hạn OH nó nằm về phía bên phải, đúng không? Tại mật vòng OH của đường glucose nó nằm ở phía dưới. Bây giờ hai vị trí này nó đảo ngược. Đảo ngược có nghĩa là công thức mật hạt OH nằm bên phải chuyển qua bên trái, có nghĩa là mật vòng OH nằm ở phía dưới, bây giờ nó chuyển lên phía trên thì nó sẽ tạo ra một đường đường nổi bật tên là đường galactose. Như vậy các bạn muốn học được đường này các bạn chỉ cần thuộc glucose và các bạn tạo vị trí tài xế C4, lúc này là C2 giữa đường ribo và deoxyribo, còn đây là galactose và glucose khác với nhau ở C4, các bạn đừng nhầm lẫn. Đường cuối cùng chúng ta học là đường fructose. Đường fructose này ví dụ khi các bạn ăn cám này, các bạn ăn xoài này, các bạn thấy có cái vị ngọt. Vị ngọt đó là vị ngọt của đường fructose. Vì các bạn ăn nho có thể ngọt là vị ngọt của đường glucose ấy. Đấy là loại đường người ta nói là có nhiều trong các loại trái, trái cây. Thì cái đường này có chỉ đặc biệt. Đường fructose đó có chỉ đặc biệt, các bạn nhìn vào công thức mật hạt của đường fructose có chỉ đặc biệt so với những đường chúng ta đã học. Đường này là một cái chỉ ceton, các bạn nhớ hết. Đường này là ceton, tức là chỉ là nhóm ceton phần C2. Còn tất cả những cái đường này giờ mình học á đều là amido hết, rất là dễ nhớ. Tất cả đều là amido, chỉ có một cái là ceton, đó chính là fructose.
và fructo thì nó sẽ tạo thành vòng, là vòng nhóm sản. Nó cũng có thể tạo thành vòng sọ cành, nhưng mà mình học là mình học hiện nay là chính thế, là vòng nóng, là vòng nhóm cành. Fructo có chữ ẹt ở đâu á, cho nên nó tạo thành vòng nhóm cành cho là vòng gì hơn đấy. Và lưu ý một điểm ở đây, đối với ăn đô, ô hạt bản acetan là vị sinh một giống như đường đường cô. Nhưng mà fructo ô hạt bản acetan là nội vị sinh hai. Các bạn lưu ý hết, là nội vị sinh hai, mình chỉ dùng để tính thôi đó. Ô hạt bản acetan của đường fructo là nội vị sinh, nội vị sinh hai. Và tương tự các bạn đọc tính đấy. Đường này là đường alpha hay beta? Alpha hay beta? Nguyên tắc là cũng như cũ thôi, ô hạ mà nó nằm một tỷ dưới thì là đường. Được chứ? Đúng rồi, đường alpha. Alpha phúc tố, cụ giám vô. Một cách học cho các bạn dễ nhớ thế. Như vậy vừa rồi mình học học sống là cái đường hexo. Đường hexo là gồm những cái đường chi, đường gluco này. Và đường chi nữa, đường ngược với gluco là đường galacto, và đường phụ mình đang học là đường đường fructo. Thì khi học các bạn học cái hình thành cây này, ví dụ đây là công thức hình dạng thành cây của đường gluco. Các bạn ít nhất các bạn phải nhớ được là CH2O thẳng là một ấn đồ. C2 nằm bên phải, C3 nằm bên trái, C4, C5 nằm ở bên phải, bên phải nhỏ cuối cùng là sẽ là thái bố, bố hạ. Cái gạch này từ bên phải nhỏ bố, bố hạ. Các bạn nhìn cái hình này gì học thôi. Tiếp theo, đây là đường glucô này. Bây giờ đường galacto thì có chi khác nhau. Khác là C mấy? C4, các bạn xóa cái này đi, các bạn vẽ cái này, là nó sẽ tạo thành là đường galacto. Còn đường fructo mà bạn nhớ như thế nào? Là bạn lấy đường gluco làm gốc ấy. Lúc nào lấy đường gluco làm gốc ấy, mình vẽ lại đây là đường gluco. Thì cái đường fructo nó khác đường gluco ở điểm chi? Nó là một chi? Nó là một xếp, xếp tôn. Như vậy cái này là nó bị mất đi, nó không có nữa, đúng không? Xếp là thái không ạ? Đầu dẫn như đuôi nữa. Tiếp theo, các bạn xóa đi số 2. Còn số đi số 2, các bạn điểm vô C đều còn làm gì? Được chưa? Bây giờ mình sẽ cố áp tỉnh chất vào học này. Đây là tính chất hóa học quan trọng nhất của monosaccharide. Bây giờ các bạn nhìn lên này, phản ứng này. Phản ứng RCAO đại diện cho monosaccharide cộng với CO hợp 2, tức là đồng 2 cộng nhé. Dung dịch đồng 2 cộng có màu chí này, màu xanh dương nhé, có màu xanh. Dưới tác dụng của nhiệt độ, các bạn thấy mình nhiệt độ vào này, nó sẽ tạo thành axit tương ứng. Đồng 2 cộng ở phía dưới phản ứng tạo thành COO hạt, hydroxit 1 cộng. Dưới tác dụng của nhiệt độ, nó sẽ bị nhiệt phân tạo thành oxit tương ứng CO2O. Và cái CO2O này nó tạo ra những cái màu của dung dịch rất là đặc trưng, đó là màu đỏ. Thì phản ứng này là một phản ứng oxy hóa tự, các bạn xác định cho mình RCAO đóng vai trò cử hay là ủng hộ. RCAO thì nó chất hữu cơ cho nên nó không có xác định được cái ủng cử hay tình ủng hộ. Bây giờ mình xác định cái COO hạt hết. Trong phản ứng COO hạt 2 hay là CO2 2 cộng được phản ứng đúng không? Mình biểu học là trong phản ứng tạo thành CO 1 cộng CO 1 cộng 2 cộng làm thế nào để thành 1 cộng chó hay nào nhận thêm electron, nó phải nhận thêm một electron này mang điện tích ấm này, nó sẽ trúng hoa điện tích dương như vậy tạo thành siêu một tầng chấp nhận electron gọi là chấm
thường cho họ nhận chấp nhận này là trăm là chấm của chùa, không thì suy ra cái rơi sẽ thật khổ là chấm là tặng phải trời chấm chấm khử, vì đấy là thật của siêu hòa khử mà. Như vậy phần hôm nay thể thiền tính tính khử của ngũ hồn sắc này, và nhớ khử có nghĩa là gì của siêu hòa. Các bạn nhớ một số cái khái niệm nhé. Chấp khử là chấm cho hay là trong hay là cho hạt trong. Chất khử không gọi là chất bị oxy hóa, nhưng mà quá trình cho electron người ta gọi là quá trình oxy hóa. Ngược lại, phản ứng này nó có cái tên gọi là phản Felling. Và khi các bạn mà không sáu hay không số một là các bạn biết có khó khăn á, các bạn cần được làm phản ứng này, phản ứng Felling thì mau bộ bị đổi rất là bạn hết. Thì kiểu nghiệp đâu á, là ổng nghiệp của dũng nhìn trong hai cặp nó không tăng. Sau đó khi bạn dùng với mỗi hôn sắc này, ví dụ như gluco hay là phốt cố chẳng hạn, nó sẽ chuyển về tạng nghiệp của nghiệp rồi, nó sẽ chuyển sang ho động mạch. Đây là một phản ứng rất là đặc trưng, cho nên phản ứng này trước tiên là người ta nhận biết mỗi hôn sắc này. Rồi, nhưng cái phản ứng này ngược với phản ứng lúc này. Lúc này là khử có nghĩa là cho hạt cầu, đúng không? Bây giờ đường ribo, đường gluco, đường fructo hay là đường mano là một cái đơn phương khác. Bây giờ là nhận hạt cầu như vậy có thể hiện định chỉ được không? Hôm nay các bạn nhớ được để tính tương ứng cho mình. Cả cái monosaccharide bị khử tức là thể hiện định oxy hóa ấy tạo thành cả cái polyancol, poly lên nhiều ancol lắm, nên là rủ, tức là rủ đá. Ví dụ ribo nó sẽ tạo thành rượu ribocol, gluco nó tạo thành sorbitol, hay là mano thì nó sẽ tạo thành manitol. Manitol là một chất lợi quyền đặc sau này khi các bạn học điều trị thì mình sẽ biết. Rồi tiếp theo, phản ứng tạo biểu phương phản ứng này các bạn cũng sẽ được làm trong thực hành. Bây giờ mình nói quá thôi. Đây là một cái monosaccharide, các bạn thấy đây là một cái monosaccharide có 5 carbon. Đây là chủ thể là đường pento, tác dụng với các cái axit vô cơ đồng đặc như giống như axit chloramine, axit sulfuric hoặc là axit phosphoric, hoặc ai đó bộ hoặc ba biểu bộ đó là những cái axit đồng đặc. Chứ cái axit này nó sẽ tác dụng khử cái nước đi, nó tác dụng khử nước ví dụ này. Đây là nó khử đi, khử công tử nữa và tiếp tục nó sẽ khử những cái công tử công hại. Ví dụ như tại đây bento nó khử đi phá công tử nữa và tạo thành một cái hợp chất mới, một cái vòng mới của người đối, thì cái vòng đó người ta gọi là biểu phương. Loài công tử nữa tạo thành những cái đôi, tạo thành cái vòng và những cái đôi thì gọi là hợp chất biểu phương. Các bạn chỉ cần nhận những cái câu này. Phần thứ ba gọi là phản ứng enzyme. Gluco nó tác dụng với oxy, rồi tác dụng với enzyme. Gluco oxida, gluco oxida có nghĩa là oxy hóa gluco, thì nó sẽ tạo thành một sản phẩm mới là acid gluconic. Còn nếu giảm muối là gluconat. Hai này đều giống nhau, acid gluconic và gluconat. Thì người ta lợi dụng cái phản ứng này để giúp tinh lượng gluco ở trong máu và nội tiết. Hôm nay các bạn sẽ được học kỹ hơn trong cái phương pháp này. Các bạn sẽ hiểu, các bạn sẽ tìm hiểu cái cách vì sao người ta định lượng được gluco trong máu, là người ta dựa vào một phần này. Cuối cùng ấy, phản ứng tạo giải phức oxamin. Oxamin có nghĩa là kim, chữ O có nghĩa là biểu dương, amin là nhỏ N2, có nghĩa N2 nó có mặt trong cái biểu dương. Nhóm O hạt của mỗi hôn sắc có thể được thay thế bởi nhóm NH2. Ví dụ đây là đường galacto này, đây là đường galacto, khi thì nhóm O hạt ở C2 này nó bị thay bởi nhóm amin, cho nên người ta đọc tên là galactosamin. Tương tự nhiều nó thay bằng nhóm NH COCH3 thì nhóm này có tên là NH-acp, thì người ta gọi là NH-acp glucosamin. Những phần này là những hôm nay là phần quan trọng và bằng nhận của mình.
vừa rồi mình học xong cả cái tính chất của học, trong đó cái tính chất quan trọng nhất đó là tính tính cử của ngôn ngữ. Các bạn biết đây là cái công thức vận hành của ngôn ngữ các bạn biết, và đây là cái công thức vận vong của ngôn ngữ các bạn biết. Các bạn lưu ý những cái điều mình đến trong chúng ta này để mình học là cái ý quan trọng nhất nhé. Tính cử đối với công thức vận hành thì cái nhóm acid và nhóm keto là một cụ từ, còn đối với công thức mật ong nhóm OH và acetan nó sẽ việc đúng tính cử. Đây là cái ý quan trọng nhất. Tức là một hợp chất mật ong nếu nó có OH và acetan tức là nó có tính cử. Tính cử có nghĩa là gì? Tính cử có nghĩa là nó có thể tạo dùng được với dung dịch trong hai cộng để tạo thành một cái dung dịch mà nó cần phải bằng selin lúc lại một lần. Rồi mình nghỉ một chút nhé.